sáng ra thì mua ký cho chim ăn. Đâu em một lon chứ. Con 2.350 rồi, con mới hả ta? Là đúng. Cái cầu cú bổi 2.500.000 một con nha mọi người. Đây. Giá nè. À. Ô, lửa máy có quá trời luôn nè. Anh em nào thích chạy ra đây coi lửa. Cái này gốc gác ở đâu mình không biết nha. Được 3 con lửa máy. Này là vừa chim nằm ở gần ở cây me nha mọi người. Vừa chim chim vũ nha. Đó, anh em anh em coi. Mình quay này giờ có cái vừa chim này à. Ở đây mình thấy gì lạ lạ mình quay cho anh em thôi chứ bình thường không có, mình không có quay. Hai ăn 358 con. Mình chủ đuổi. Còn ăn xe. Nãy gì đó? Con nó chim khách. Này giống cái béo. Con này tao bữa giờ 11.500.000. Tôi biết tôi mỏi thành thần luôn. Ha, con cô gái tự nhảy vô trong cái lục nữa. Họ treo lục chơi thôi. Tìm chơi mà dính thiệt. Ây à. Còn gì cái lục này dính quá trời con hả? Đây. Chắc nghe con kia gái nó vô. Ok. Ô đẹp dữ ta. Cường cũng đẹp lắm nha. Chim còn tơ. Ê thôi thì kiếm lòng bỏ vô thôi. Tự nhiên cái mình nghe mấy anh cu mình gái quá trời cái ra thấy nằm trong trong cái lục. Đây con 1.2 triệu con nha mọi người. À giờ bỏ vô lục thôi, bỏ vô lòng thôi chứ lục quên. Bỏ vô đây quá bây giờ biết bỏ rau giờ. Cảm ơn.
ok lắm nha. Giống như kiểu dàn xếp ha, bắt con giống như bắt cái con kia bỏ vô lại quá. Mà sợ không phải nha mọi người, con kia bữa anh bán rồi. À, con này khác nha, nếu mà anh em nhìn kỹ cái giò thì khác. Để cái hàng cường của con này nữa. Thôi con bỏ ở đây mà. Con này cũng đẹp ghê. Con này chắc trống. Bay vô ngay lòng con đó luôn. Nằm con bắt đầu. Con đẹp. Con đẹp. Con đẹp cực kỳ. Con này chơi cánh cũng đẹp giống như hàng bức lớn rồi nha sao. Nhồi quá nhồi. Thank you.